Thân ái chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về lời Chúa của Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Doan. Khi Juda đi rồi, Đức Giêsu nói: Giờ đây con người được tôn vinh và thiên chúa cũng được tôn vinh nơi người nếu thiên chúa được tôn vinh nơi người thì thiên chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình và thiên chúa sắp tôn vinh người hỡi anh em là những người con bé nhỏ của thầy thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi anh em sẽ tìm kiếm thầy nhưng như thầy đã nói với người do thái Nơi tôi đi các ngươi không thể đến được. Bây giờ thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đề của thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau. Xin mời anh chị em ngồi Anh chị em thân mến Người mẹ nhìn đứa con gái sắp đi lấy chồng Bà đã không ngần ngại Gửi đến cho con gái của mình những tâm tình Con gái của mẹ Mẹ rất thánh diện về con Vì con gái mẹ lễ phép khi gặp người lớn thì bách biết khoanh tay chào hỏi. Ai trong xóm nhờ gì, con cũng biết giúp đỡ ngay. Lớn lên biết giúp mẹ làm việc nhà, chẳng ham chơi lêu lộng. Kể ra chẳng không ai tin được con gái đã ngồi trong mẹ suốt cả đêm khi mẹ mổ u nang uổng trứng. Hồi đó con mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi lớn để lo toan hết mọi việc trong gia đình. Mọi người xung quanh nể trọng mẹ, khen mẹ khéo dạy con gái ngoan, con gái thủy mị không đua đòi ăn chơi, con cũng chẳng ganh tị và nói xấu bạn bè. Có lẽ vì thế con được rất nhiều người yêu mến. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Cũng có lúc con gái của mẹ gặp những khổ đau và biết đến những nỗi buồn Nhưng mẹ tự hào vì con Vì con đã vượt qua được nỗi buồn đó Để vươn lên trong cuộc sống Vâng, thưa anh chị em Người mẹ đã tự hào về đứa con gái của mình Vì đã làm cho bà nở mặt nở mày Trước bà con lỗi xóm Sách huấn ca đã minh quyết Quả thật người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chết. Thưa anh chị em, Đức Giêsu Kitô đến trần gian trong mọi nơi mọi lúc người luôn thể hiện tâm tình con thảo đối với cha của mình. Ngay cả trong cơn hấp hối trước chén đắng cha trao, người cũng không xin gì hơn là xin đừng theo ý con, một theo ý cha. Và vì thế việc Tôn vinh danh cha luôn là một nhu cầu thúc bách với Chúa Giêsu. Bởi vì danh của cha mà Chúa đã đến trần gian. Vâng, thưa anh chị em, vì danh của cha. Mà danh của cha thì nói như Đức Thánh Cha Phan-si-cô, đó là lòng thương xót. Bởi Thiên Chúa thể hiện cái quyền năng của mình qua việc thực thi lòng thương xót. Thánh Thomas Aquino đã minh định như vậy. Phục vụ giáo hội cũng đã xác quyết, lạy Chúa, Chúa thể hiện quyền năng của Chúa cách tỏ tường nhất khi Chúa tha thứ và xót thương. Thánh Gioan khi nói về Thiên Chúa, ngài cũng đã không ngần ngại đưa ra định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Mặc dầu Thiên Chúa chưa có ai thấy như chính người thật sự. Nhưng dù vậy, Thiên Chúa không hoàn toàn vô hình đối với chúng ta và cũng không để cho chúng ta không thể tiếp cận với người. Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước. Thứ thứ nhất của Thánh Gioan nói với chúng ta như thế. Và tình yêu của Thiên Chúa xuất hiện giữa chúng ta trở nên hữu hình qua việc người đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Thiên Chúa tự làm cho mình thành hữu hình trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta có thể chiêm ngắm được Chúa Cha. Và vì thế, trọn cuộc sống của Chúa Giêsu là để tôn vinh danh Cha. Công đồng Vaticano thứ hai đã quả quyết. Đức Giêsu Nazareth đã mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lời nói, hành động và bằng cả bản thân của người. Đức Kỳ Tổ đã thể hiện việc tôn vinh danh cha đến tột đỉnh. Đến nỗi, Đức Thánh Cha Phan Cô đã phải thốt lên, dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính là Đức Kitô Giêsu. Mầu nhiệm đức tin Kitô giáo như đã được tóm tắt đầy đủ trong mệnh đề này. Nơi Đức Giêsu Nazareth, lòng thương xót đã trở nên sống động, hữu hình và đạt tới tột đỉnh. Thưa anh chị em, đoàn tin mừng hôm nay cho chúng ta thấu đạt tấm lòng con thảo của Chúa Giêsu khi biết giờ đã đến. Người đã thổ lộ tâm tình với Chúa Cha và với các môn đệ. Những tâm tình không bi lụy, nhưng là tâm tình chan chứa yêu thương của người con thảo đối với cha mình. Và của người thầy đối với môn đệ. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Cha thật không thể nào diễn tả cho hết tâm tình thảo hiếu của Chúa Giêsu dành cho cha. Thật vậy, trong thơ gửi tín hữu Phi-líp-phê, Thánh Phaolô tông đồ đã diễn tả Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Vâng, vì vâng theo thánh ý cha, Đức Kỳ Tô đã sẵn sàng đón nhận chén đắng cha trao. Để qua đó, Thiên Chúa hoàn tất ý định cứu chuộc con người. Và qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá Thiên Chúa muốn biểu tỏ cho Satan biết rằng Ngài luôn là Thiên Chúa toàn năng và sức mạnh của Ngài không nằm ở đâu khác ngoài tình yêu. Vâng, chính tình yêu. Tình yêu của con dành cho cha và tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chính nhờ sự hiến thân của Chúa Giêsu, thần chết bị hủy diệt vinh quang thiên chúa được tỏa ra đấy chính là lý do chúa giêsu tốt lên xin cha hãy tôn vinh danh cha lời minh định đó có nghĩa là người sẵn sàng thực hiện ý cha sẵn sàng uống cạn chén đắng cha trao tất cả được thực thi trong tâm tình thảo hiếu đối với cha vâng thưa anh chị em trong tâm tình đó, Chúa Giêsu còn muốn danh cha được tôn vinh nơi các môn đệ. Việc tôn vinh này không chỉ là những lời nói trên môi miệng, nhưng được thể hiện cách cụ thể bằng hành vi yêu thương. Các con hãy yêu thương nhau. Một lời trăn trối của Thầy cảm động biết bao. Chính trong lời trăn trối này, Chúa Giêsu muốn các môn đệ nhận ra rằng bước theo người cũng phải mang lấy tâm tình của người. Tâm tình của người con thảo hiếu dành cho cha. Vì thế, các môn đệ cũng có trách nhiệm tôn vinh danh cha. Tôn vinh danh cha qua việc hiệp nhất yêu thương nhau. Bởi vì người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy. Các con hãy yêu thương nhau Như cha yêu mến thầy Thầy yêu mến cha Thì các môn đệ cũng phải yêu nhau Đó là dấu chỉ thuộc về Chúa Kitô. Lời trăn trối yêu thương đã trở thành gia tài của giáo hội và giáo hội thực sự chỉ là giáo hội của Chúa Kitô khi giáo hội chu tất huấn lệnh này của Chúa thật chỉnh chu các con hãy yêu thương nhau. Thưa anh chị em, đó là nền tảng làm nên dấu chỉ của vương quốc Thiên Chúa. Một vương quốc chỉ có an hòa hiệp nhất. Một vương quốc không có hận thù ganh ghét, không có bạo lực và đề lòng xót thương. Hơn bao giờ hết, việc tôn vinh danh Thiên Chúa là một đòi hỏi cấp bách của thời đại hôm nay. Một thời đại mà người ta quá đề cao cá nhân chủ nghĩa Và chỉ lo tìm vinh danh cho chính mình Và chẳng còn tìm thấy một ý nghĩa đích thật của cuộc sống Đức Phan Cô trong bài giảng tại quảng trường Macedonia vào ngày 7 tháng 5 2019 đã nói người thời đại hôm nay đã quen với những thông tin sai lạc và cuối cùng là tù nhân của sự bất lương trục mụ và sự đê tiện từ đó nảy sinh ra biết bao nhiêu là hận thù chúng ta nghĩ rằng a dua theo số đông sẽ thỏa mãn cơn khát của chúng ta nhưng cuối cùng chúng ta chỉ uống toàn sự thờ ơ và vô cảm Chúng ta nuôi mình bằng những giấc mơ về sự huy hoàng và vĩ đại và cuối cùng chỉ nếm được sự tầm thường, cô độc và đầy sự ganh ghét, thù hận lẫn nhau. Chúng ta gầm gừ nhau trên mạng làm mất đi hương vị của tình huynh đệ, một tình yêu làm nên cuộc sống. Chúng ta tìm kiếm kết quả nhanh chóng và an toàn chỉ để thấy mình bị choáng ngợp bởi sự thiếu kiên nhẫn và đầy lo lắng. Chúng ta là những tù nhân của một thực tài ảo. Chúng ta đánh mất mùi vị và hương vị của thực tế, thực sự hương vị của tình yêu. Vì thế thế giới ngày nay càng rơi vào những cơn đói khát, cơn đói khát tình huynh đệ. Đói khát một tình yêu đích thực Tức là đói khát Thiên Chúa Bởi Thiên Chúa là tình yêu Thưa anh chị em Chúng ta là những người môn đệ của Chúa Kitô Hãy làm cho thế giới này thỏa mãn cơn khát Bằng chính chúng ta Hết lòng thi hành mệnh lệnh của Chúa Các con hãy yêu thương nhau Vâng thưa anh chị em Chỉ có tình yêu trao ban mới có thể làm cho thế giới hôm nay được thỏa mãn những cơn khát này Chỉ có tình yêu trao ban cho nhau Chúng ta mới có thể đem đến cho thế giới này một sự bình an đích thực Và chỉ có như thế chúng ta mới thực sự làm cho danh chúa được hiện vinh Điều mà chúng ta vẫn mỗi ngày cầu xin Xin cho danh cha được cả sáng Chúng ta hãy làm cho danh Chúa được ca sáng bằng chính cuộc sống yêu thương của chúng ta. Hãy làm cho danh cha được tôn vinh bằng chính sự hy sinh, trao ban chính mình để phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con cùng với Chúa tôn vinh danh cha qua cuộc sống chan chứa tâm tình thảo hiếu bằng cách chu tất hoánh lệnh của Chúa các con hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương các con. Amen.